Mình làm cái video để chia sẻ cho quý vị nhá. Đây mình đang đi trên mình đang đi lên trên cái, đây là gọi là chùa Bồ Đề. À chùa này chùa gì nhỉ? Em ơi chùa gì nhỉ? Bồ Đà. À, cảm ơn em nhé. Đây là chùa Bồ Đà. Chùa Bồ Đà. À, Bồ Đà. Quên nhỉ, anh cứ nghĩ đến chùa Bồ Đề của... À cái gì? Đây là chùa cao. Gọi là chùa cao à? Đi lên cao gọi là chùa cao gì? Mà lại camera để mình cứ quay cùng người ta. À, đang đang nói chuyện. Nhưng mà đang nói chuyện là nay chia sẻ cho quý vị nhá, từ xa ngôi chùa rất là đẹp, gọi là chùa cao hay là còn gọi là chùa Bồ Đà. Bồ Đà. Rất là đẹp, chùa rất là cổ kính, hàng trăm năm tuổi rồi quý vị nhá. Rất là cổ kính. Hàng nghìn năm tuổi rồi quý vị ạ. Và rất là đông. Các quý khách đi chùa rất là đông. Đẹp quá. Trên đây là đồi thông. Đồi thông. Đây là những cái tảng đá nguyên khối đấy quý vị. Đấy, lát được những cái tảng đá nguyên khối. Ngôi chùa rất là cổ kính quý vị nhá. Cổ kính. Rất là cổ kính. Chùa mũi hài. Mái mũi hài. Căn chùa này chùa hai mái quý vị. Chùa hai mái. Sương mù hơi tối. Làm gì mà cười? Đây này cô em mình đeo khẩu trang rất là đúng phong cách này. Phong cách thời trang của cái thời đại Covid. Đây chia sẻ cho quý vị. Đấy. Ở xa có một cái hồ cá rất là đẹp này. Đấy. Và chia sẻ cho quý vị nhé. Đấy. Đây là lên chùa rất là thoáng và mát. Và có đường đi lên và đường đi xuống này. Rất là đẹp. Ở giữa là một cái hồ bán nguyệt. Một chiếc hồ bán nguyệt cũng phong thủy rất là thơ mộng hữu tình. Bên này là mình thấy hình như đây là có một cái cây, không nhầm thì đây là một cây hoa ngọc lan. Cây hoa ngọc lan nằm bên phía tay phải của mình nhá. Đây không nhầm, đây cây vú sữa thì phải. Bên kia là cây bơ. Cây bơ từ xa mình đã nhìn thấy cây bơ. Ở dưới đây là trà. Rất nhiều loại cây quý. Hoa ngọc bút này. Màu đơn trắng. Rất nhiều những loại cây rất là đẹp. Mình tạm dừng video tại đây quý vị ạ. Thời lượng chương trình của mình là không còn nhiều pin nên mong quý vị thông cảm nhá. Quý vị hãy theo dõi cái kênh của mình liên tục, mình có những cái video khác tiếp theo cho quý vị được